Củ bạc hà núi là một loại cây được mọc hoang dã trên rừng và được người dân thu gom về để dùng làm thuốc, được dùng với nhiều công dụng khác nhau, hỗ trợ điều trị về bệnh gút này. Nó có tính kháng viêm, giảm đau và được sử dụng trong việc điều trị gút rất là tốt. Củ bạc hà núi có thể được dùng dưới dạng tươi và dạng khô. Đối với củ tươi thì mình sử dụng từ 150g đến 200g, còn đối với dạng khô mình sử dụng ngày 20g sắc nước uống hàng ngày. Cả nhà có nhu cầu muốn mua thì hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại mình để ở bên trên nhé. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi.